Cửa trượt lùa bán tự động Jamildo được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, bền đẹp theo thời gian, được bảo hành từ 5 đến 10 năm, tiết kiệm không gian cửa, vận hành êm ái an toàn và đặc biệt giá cả rất hợp lý. Giá của bộ phụ kiện này bao nhiêu? Mời bạn tham khảo giá qua video này của Tasona nhé! Ưu điểm của cửa kính trượt Jamildo là tiết kiệm diện tích, vận hành êm ái an toàn, tính thẩm mỹ cao và giá cả hợp lý. Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm cửa bán tự động Jamildo bao gồm dây nhôm và nắp đậy, kẹp kính khoan lỗ hoặc không khoan lỗ, cụm bánh xe, chặn cửa, dẫn hướng, ốc bắt kính. Chúng ta cùng tìm hiểu đặc điểm của các chi tiết phụ kiện này nhé. Dây nhôm và nắp dây. Dây nhôm có độ dày 10mm cho dây trượt chính, kết hợp với lòng dây dày 7mm, được làm bằng hợp kim nhôm chất lượng cao. Chiều dài dây và nắp dây từ 2m tới 7m, rất thích hợp cho gia đình có mặt tiền rộng. Nắp dây giúp hạn chế bụi bẩn bám vào thanh dây và tăng tính thẩm mỹ cho cửa. Cụm bánh xe treo cửa. Bánh xe cửa trượt Jamildo được sản xuất từ thép dày 4,5mm, xuất xứ Nhật Bản kết hợp với vòng bi và bánh xe nhựa PA chống mài mòn, có tuổi thọ rất cao, từ 15 đến 20 năm tương đương với 146.000 lần đóng mở. Bên cạnh đó, với chất liệu này, cửa trượt có thể vận hành một cách êm ái và linh hoạt. Bánh xe có tính năng tự động cân bằng, cũng như chốt hãm chống rơi cánh, giúp cánh cửa luôn cân bằng, trơn tru. Cụm bánh xe đơn sử dụng cho cánh rộng dưới 1m, cụm bánh xe kép sử dụng cho cánh rộng trên 1m. Kẹp kính. Kẹp kính khoan lỗ được sản từ thép dày 4,5mm xuất xứ Nhật Bản, gắn trực tiếp vào bánh xe treo và được kết nối với kính bằng hai bu lông, đảm bảo vững chãi, không sệ cửa trong quá trình sử dụng lâu dài. Kẹp kính không khoan lỗ có độ dài 20cm, đúc từ nhôm nguyên khối, tải trọng lên đến 200kg, đảm bảo chắc chắn trong quá trình sử dụng, cũng như không cần khoan lỗ trên kính, thi công nhanh gọn. Dẫn hướng. Chất liệu nhôm có đệm nhựa PA chống mài mòn. Thông thường, dẫn hướng có độ dài 6cm. Nếu khách hàng có yêu cầu có thể cắt theo kích thước mong muốn, tối đa dài 8m. Chặn cửa. Bằng chất liệu thép xuất xứ Nhật Bản dày 3mm, kết hợp với đệm cao su giúp giảm chấn hiệu quả, cửa không phát ra tiếng động khi dừng lại. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thêm khóa cửa liền tay nắm âm Jamildo 524 hay 519 tùy theo nhu cầu. Vừa là tay nắm, vừa là khóa cửa với thiết kế nhỏ gọn, an toàn và có tính thẩm mỹ cao. Đặc biệt, khóa Jamildo được sản xuất từ chất liệu inox 304 sáng bóng hoặc vân sức có độ bền cao, không bị oxy hóa, rỉ sét trong thời gian dài sử dụng. Tại Tasona, giá một bộ phụ kiện cửa lùa Jamildo bán tự động một cánh gồm một dây hợp kim nhôm, một nắp hộp, hai cụm bánh xe treo cửa, hai chặn cửa, một dẫn hướng sẽ dao động từ 6 triệu đến 7 triệu đồng. Giá bộ phụ kiện sẽ phụ thuộc vào diện tích cửa, trọng lượng và kích thước cánh cửa. Bảo hành bộ phụ kiện 60 tháng, riêng piston được bảo hành 24 tháng. Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội, các địa phương khác sẽ có thêm phí vận chuyển tùy vị trí. Tùy theo địa điểm và khối lượng thi công mà chúng tôi có chính sách giá tốt hơn cho công trình của bạn. Quý khách vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0968 720 135 để nhận được đơn giá chiết khấu tốt nhất.